Máu quỷ ngày nay đôi khi thường được cư dân mạng dùng như là một từ để châm biếm những cá nhân liên quan đến Manchester United mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng ở những năm về trước, đó lại là niềm tự hào của cộng đồng fan quỷ đỏ trên toàn thế giới. Nhất là quãng thời gian Alex Ferguson còn ngồi trên chiếc ghế nóng. Ta luôn cảm nhận được các cầu thủ khi có dòng máu quỷ chảy trong huyết quản. Họ có niềm tự hào và sự tận hiến trong từng bước chạy trên sân, quyết liệt không ngại va chạm và luôn cháy hết mình để đem về kết quả có lợi cho đội bóng, dù cho có phải đổ cả máu. Và có một cầu thủ đã gây được rất nhiều ấn tượng như thế trong đội hình của Manchester United những năm về trước. Người đã làm sống lại chiếc áo số 10 của bầy quỷ đỏ. Người mà không chỉ có tài năng, anh còn có cả sự quyết tâm trong tim và sắt đá dưới đôi chân. Không ai khác đó chính là gã Fred Wayne Rooney. Đầu năm 2021, Rooney ở tuổi 36 đã quyết định giã từ sự nghiệp sân cỏ để theo đuổi nghề huấn luyện viên. Nhìn hình ảnh anh hướng dẫn các học trò tập luyện hay ngồi trên cabin chỉ đạo làm chúng ta nhớ lại về thời hoàng kim của chàng tiền đạo người Anh. Cái thời mà từng bước chạy mạnh mẽ của Rooney làm say mê biết bao nhiêu khán giả xem bóng đá Anh ở thập kỷ trước. Ngày 25 tháng 8 năm 2004, trên sân Old Trafford trong khuôn khổ một trận đấu tại vòng loại Champions League, Man United đối đầu Dinamo Bucharest và quỷ đỏ dễ dàng đánh bại đại diện Romani với tỷ số 3-0 và chính thức giành vé dự vòng đấu bảng. Nhưng điều được truyền thông và công chúng quan tâm nhiều hơn sau trận đấu không phải màn trình diễn của Man United trên sân cỏ, mà là hình ảnh một chú nhóc tầm 10 đến 11 tuổi mặc áo đấu quỷ đỏ, tay giơ cao tấm biển "Please buy Rooney", xin hãy mua Rooney. Đúng 6 ngày sau vào 7 giờ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2004 của bóng đá châu Âu đóng cửa, Wayne Rooney đã gia nhập Man United từ Everton với mức giá 27 triệu bảng. Lúc đó, Rooney 18 tuổi đã trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới. Vào thời điểm ấy, khi ký hợp đồng với gã Stretch, Sir Alex tự tin mà nói rằng: "Tôi rất vui mừng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có được cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh trong 30 năm qua. Huấn luyện viên huyền thoại người Scotland đã đúng vào phần còn lại là lịch sử. Hãy cùng nhìn lại xem trong thời đỉnh cao phong độ, Rooney đã từng đáng sợ như thế nào. Đầu tiên phải nhắc đến những thành tích mà anh đã đạt được trong 13 năm khoác lên mình màu áo đỏ. Rooney đã giành được 16 danh hiệu và trở thành một trong những cầu thủ người Anh hiếm hoi đã từng vô địch Premier League, FA Cup, UEFA Champions League, League Cup, UEFA Europa League và cả FIFA Club World Cup. Tuyển thủ người Anh này đã ghi 253 bàn thắng cho Man United trên mọi đấu trường và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của câu lạc bộ nửa đỏ thành Manchester. Trong đó có 183 bàn thắng ở Premier League. Tổng số bàn thắng mà cầu thủ này ghi được ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù là 208 bàn trong màu áo Man United và Everton. Điều đó giúp anh ở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai mọi thời đại. Không chỉ có thành tích ghi bàn khủng, Rooney cũng có số đường kiến tạo nhiều thứ ba ở Premier League với 103 pha kiến tạo. Tại đội tuyển Tam Sư với 53 bàn thắng sau 120 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Rooney là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của anh và là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều thứ hai sau Peter Shilton. Ở trên là tất cả những thành tích đáng chú ý của anh. Vậy tại sao cầu thủ xuất sắc đến như vậy đôi khi lại bị đánh giá thấp hơn so với khả năng của mình? Điều này thật khó hiểu. Thierry Henry cũng nhận ra điều đó khi từng nói rằng tất cả sẽ chỉ trân trọng Rooney một khi cậu ấy giải nghệ. Thật xấu hổ nhưng mọi chuyện sẽ luôn như vậy. Sẽ thật khó có thể nói đâu là vị trí sở trường của Wayne Rooney bởi anh thật sự quá đa năng. Nhiều người từng nói vui rằng ngoài thủ môn thì anh có thể đá ở bất cứ vị trí nào, một tiền vệ, một hộ công hay cả vị trí trung phong. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, Rooney có thể đảm nhiệm tất cả các vị trí đó. Tuy nhiên vị trí mà Rooney thi đấu tốt nhất vẫn là trên hàng công. Trong thời điểm đầu của sự nghiệp khi khoác áo Everton vào năm 16 tuổi, Rooney nhanh chóng trở thành một tiền đạo ảo bên cạnh Kevin Campbell, mẫu trung phong cắm người Anh điển hình với tầm vóc cao to và không chiến tốt. Rooney khi ấy đã biết sử dụng tốc độ, sự nhạy bén và tận dụng khả năng tì đè, làm tường của Kevin Campbell để tìm kiếm những khoảng trống và ghi bàn. Những ngày đầu khi đến nhà hát của những giấc mơ, Rooney khoác áo số 8 và thường thi đấu ở vị trí hộ công để hỗ trợ cho Van Nistelrooy. Thế nhưng chàng tiền đạo trẻ lúc đó vẫn để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Ngày 24 tháng 4 năm 2005, trong chiến thắng 2-1 trước Newcastle, chính Rooney là người ghi bàn gỡ hòa cho Man United với cú bắt vô lây từ cự ly hơn 30 mét. Năm 2006 khi Van Nistelrooy rời Man United, Rooney tiếp quản chiếc áo số 10 của tiền đạo người Hà Lan. Lúc này anh và Ronaldo trở thành những nhân tố gánh vác trọng trách ghi bàn của đội bóng nửa đỏ thành Manchester. Thế nhưng tài năng của Ronaldo đã buộc Rooney phải hy sinh vị trí của mình và phải thi đấu lùi sâu hơn.
Trên lý thuyết, Rooney vẫn là tiền đạo mũi nhọn nhưng thường xuyên phải lùi sâu hoặc đổi vị trí cho Ronaldo để cầu thủ người Bồ Đào Nha tận dụng khả năng săn bàn của mình. Trong những trận đấu quan trọng tại Champions League, Rooney thậm chí phải dạt hẳn sang cánh trái. Sau khi Ronaldo chuyển tới Real Madrid, Rooney từng có một thời gian được thi đấu cao nhất trên hàng công khi Berbatov chấp nhận lùi sâu. Nhưng đó cũng chỉ là một khoảng ngắn ngủi. Hầu hết thời gian của anh tại Old Trafford là một vị trí thấp hơn để hỗ trợ cho các đồng đội ở trên hàng công. Ở đó không chỉ kiến tạo mà Rooney còn có thể tự mình ghi bàn. Với độ tuổi bằng nhau và từng là những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của bóng đá thế giới, rõ ràng là sẽ có sự so sánh giữa Wayne Rooney và người đồng đội cũ trong màu áo quỷ đỏ là Cristiano Ronaldo. Cựu trung vệ Rio Ferdinand từng có những dòng chia sẻ rất thú vị rằng Ronaldo có khát vọng quá lớn để trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Rooney nghĩ khác, cậu ấy muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất bằng việc chơi bóng đồng đội. Vì lẽ đó, Rooney không thể ghi 40 bàn thắng mỗi mùa dù hoàn toàn có khả năng. Ai cũng biết rằng để một cầu thủ có thể đạt đến đẳng cấp và duy trì nó suốt 15 năm như trường hợp của Ronaldo và Messi là dường như bất khả thi ở thời điểm đó. Nhưng đừng vì vậy mà đánh giá thấp Rooney. Như Ferdinand đã nói, không cần một thành tích cá nhân quá khủng để gã Shrek có thể trở thành một huyền thoại tại sân Old Trafford. Lối chơi máu lửa tận hiến vì câu lạc bộ, vì người hâm mộ và vì chiến thắng của Rooney đã làm biết bao nhiêu cổ động viên yêu mến anh. Với thân hình đậm người, những bước chạy của Rooney cứ như một chú bò mộng mà lao vào đối thủ, chạy từ đầu sân bên này đến đầu sân bên kia. Anh làm mọi cách để giành lấy quả bóng, để hỗ trợ đồng đội và để ghi bàn. Rooney cũng mang trong mình một cái tôi lớn giống như Ronaldo. Tuy nhiên cái tôi của Rooney là cái tôi chấp niệm về chiến thắng chung của đội bóng. Anh có thể làm bất kỳ một điều gì miễn là những người đồng đội, huấn luyện viên và cả những người hâm mộ vẫn cần anh. Tinh thần chiến đấu mãnh liệt của cựu tiền đạo Manchester United có lẽ là điểm mà người ta nói tới nhiều nhất khi nhắc về Wayne Rooney. Nhưng bằng tài năng của mình anh mới có thể chinh phục những người xem bóng đá khó tính nhất. Như lời nhận xét sau đây của Page Check có thể khắc họa phần nào khái quát được những điểm mạnh mà Rooney sở hữu. Khi còn ở đỉnh cao phong độ, tôi luôn phải rất tập trung mỗi khi anh ấy có bóng. Bởi vì Rooney rất khó đoán và rất thông minh. Anh ta có thể gây áp lực đối với cầu thủ đối phương, tranh chấp tay đôi, bứt tốc rồi tung ra những cú dứt điểm trái phá. Rooney có thể ghi bàn từ giữa sân, anh ấy sẽ trừng phạt nếu bạn dâng lên quá cao so với khung thành. Như đã nói ở trên, Rooney là mẫu cầu thủ đa năng và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội. Không có một thể hình quá cao to nhưng anh lại có nguồn thể lực dồi dào và ý chí kiên cường. Điều đó khiến các đối thủ rất khó chịu mỗi khi phải đối mặt với cầu thủ này. Anh luôn lao vào đối phương để gây áp lực và tranh chấp. Linh Dương Đông Âu Andriy Shevchenko từng nhận xét, không cầu thủ bóng đá hiện đại nào có thể sánh với Rooney về hiệu quả, tinh thần đồng đội. Anh ấy không hề tự cao như vài người khác. Đó là mẫu cầu thủ ai cũng muốn có trong đội hình xuất phát. Không chỉ tranh chấp tốt và thường xuyên hỗ trợ đồng đội, Rooney còn có thể giúp tạo nên những bàn thắng. Hơn 100 đường kiến tạo tại Premier League là con số đủ ấn tượng để nói lên điều đó. Không chỉ có vậy, là một cầu thủ tấn công, anh cũng có những điểm mạnh rất riêng của mình. Với Rooney, cựu tiền đạo ở Man United có bản năng săn bàn sát thủ dù phải chơi xa với khung thành và sự thính nhạy một cách khó có thể miêu tả đối với bàn thắng. Sự nghiệp của Rooney có lẽ là một sự nghiệp gắn liền với những khoảnh khắc thiên tài. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Rooney khiến cả nước Anh ngẩn ngơ với cú đá không tưởng vào lưới West Ham ở cự ly 57m. Số 10 của Man United vung chân vô lây đưa bóng vuốt lên không trung rót thẳng xuống cầu môn West Ham và làm tung lưới đối phương, khiến tất cả khán giả đang theo dõi trực tiếp trên sân hay sóng truyền hình đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Hay như mới bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Everton, không cầu thủ 16 tuổi nào ngoài Rooney đủ tự tin và khả năng để tung ra cú đá sấm sét nát lưới Arsenal, chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại của pháo thủ ngay tại Highbury. Và đương nhiên sao có thể không nhắc tới pha ngã bàn đèn vào lưới đối thủ cùng thành phố, Manchester City năm 2011, một trong những bàn thắng mang tính biểu tượng kể từ khi ngoại hạng Anh ra đời. Tổng kết lại, có lẽ Rooney với tiềm năng to lớn từ khi còn rất trẻ của mình đã được hy vọng trở thành một ngôi sao hàng đầu bóng đá thế giới, giống như những gì Rooney đã làm được. Tuy nhiên dù không thể vươn tới đỉnh cao ấy, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Man United đã từng sở hữu một chú quỷ đáng sợ đến như thế nào. Không chỉ bởi tài năng mà còn là khát vọng và tinh thần mỗi khi ra sân. Không biết đến bao giờ chúng ta có thể chứng kiến một cầu thủ giống như Rooney thời kỳ đỉnh cao của anh đây.